nếu mà đo tốc độ tối đa của những chiếc khô cát 155 phân khối này có thể lên tới 140 km trên 1 giờ thưa quý vị. Và rồi chào sân bắt đầu. Xuất phát ở vị trí đầu tiên là xe đua mang số đèn 12 Võ Văn Phương. Vị trí thứ hai là số đèn 09 Trần Văn Hải. Vị trí thứ ba số đèn 66 Nguyễn Văn Phó Mạnh. Vị trí thứ tư số đèn 10 Lê Văn Quang. Vị trí thứ năm số đèn 79 Nguyễn Tấn Lộc. Vị trí thứ sáu số đèn 83 Hồ Văn Trí. Vị trí thứ bảy số đèn 95 Lê Ngọc Quyết. Và xuất phát ở vị trí thứ tám xe đua mang số đèn 86 Nguyễn Hồng Châu. Vô cái đường đua chỗ này. Các thầy đua đang thực hiện vòng đua chào sân và sẽ tập trung về vị trí xuất phát để thực hiện vòng đua khởi động vòng đua warm up. Ở vòng đua warm up, vòng đua khởi động, các thầy đua sẽ di chuyển với tốc độ vừa phải từ 20 đến 30 km trên 1 giờ để ổn định vị trí xuất phát. Lợi thế xuất phát thuộc về số đeo 12 Võ Minh Phương, thầy đua trong trang phục áo sát màu đỏ thưa quý vị. Vòng đua chào sân. Có vẻ như đã có lắp phát những hạt mưa.